Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Cách rèn luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc bản thân không phải ai cũng biết trong cuộc sống. Giao tiếp hàng ngày, chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều loại cảm xúc từ cảm xúc yêu thương, cảm giác khó chịu thậm chí là những cảm xúc đáng sợ. Nếu bạn không có kỹ năng kiềm chế cảm xúc thì sẽ tạo ra những thói quen tiêu cực. Chính vì vậy, bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc bản thân để giữ bình tĩnh trong giao tiếp và xử lý mọi việc. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc không có nghĩa là bạn phải tìm mọi cách để kìm hãm, khống chế thể hiện cảm xúc bản thân. Mà bạn nên học cách làm chủ cảm xúc của bản thân để xử lý các vấn đề tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh thực tế. Người thành công thường có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt. Học cách làm chủ cảm xúc và giữ cảm xúc luôn tích cực sẽ giúp bạn thành công trong tương lai. Chấm. 5 cách rèn luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Học cách kiểm soát cảm xúc cá nhân chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là đối với những bạn trẻ. Nếu bạn chưa biết cách quản lý cảm xúc cá nhân thì dưới đây là những bài học giúp bạn nỗ lực rèn luyện cải thiện kỹ năng này. 1. Điều chỉnh các hành động cơ thể. Ở những tình huống khó khăn khiến cảm xúc của bạn trở nên tiêu cực, thì cần phải học cách kiểm soát nó tức thời. Kiểm soát cảm xúc để trở lại trạng thái cân bằng cảm xúc bằng cách điều chỉnh một số hành động cơ thể đơn giản như thả lỏng người, quan sát và cảm nhận cơ thể xem căng thẳng ở đâu thì thả lỏng phần cơ thể đó. Bạn có thể mở lòng bàn tay, thả lỏng vai, buông căng cứng cơ chân, xoay cổ và nắm mở tay. Thả lỏng cơ bắp cơ thể sẽ rất hiệu quả để xoa dịu tâm trí, thư giãn và kiểm soát cảm xúc hiệu quả. Hít thở sâu để giữ bình tĩnh, nhận thấy cảm xúc của bạn vượt quá kiểm soát, hơi thở bị loạn nhịp khiến bạn căng thẳng và lo lắng. Chấm dứt cảm xúc này bằng cách hít thở sâu để thư giãn tinh thần. 2. Kiểm soát cảm xúc bằng trí tuệ. Con người vượt trội hơn hẳn các loài động vật khác bởi con người có trí tuệ. Con người có khả năng điều khiển cảm xúc của mình thông qua trí tuệ. Trí tuệ cảm xúc giúp bạn có suy nghĩ để điều chỉnh và quản lý cảm xúc để đưa đến ứng xử, hành động. Để kiểm soát cảm xúc tốt thì nên nhìn người khác bằng thái độ tích cực, tránh những... Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Những cảm xúc tiêu cực để tránh bị cảm xúc này dẫn lối hành vi của mình. Nhận biết về những ưu điểm, phẩm chất tốt của người đối diện để học tập tích lũy cho bản thân mình. Ví dụ như, bạn bị sếp la mắng và bắt làm lại bản báo cáo lớn, vì thế bạn rất bực bội, khó chịu. Tuy nhiên, nghĩ lại tích cực hơn sẽ là cơ hội để bạn hoàn thành bản báo cáo tốt hơn, giá trị hơn. 3. Kiểm soát cảm xúc bằng cách sử dụng ngôn từ. Nhiều người có thói quen than vãn về những khó khăn, căng thẳng gặp phải. Tuy nhiên, bạn nên bỏ ngay thói quen này bởi nó sẽ mang đến cảm xúc tiêu cực cho chính bản thân mình. Loại bỏ ngay những từ ngữ kể khổ, mà liên tục sử dụng những ngôn từ động viên, thúc đẩy tinh thần để sống một cách tích cực hơn. Sử dụng những ngôn ngữ tích cực không chỉ giúp đẩy cảm xúc của bản thân bạn, mà còn giúp bạn duy trì cảm xúc cho cuộc giao tiếp. Chấm. Ví dụ, bạn và đồng nghiệp đang có những tranh luận nảy lửa do bất đồng ý kiến. Bạn thấy ý kiến của đồng nghiệp đó không phù hợp, thiếu tính thực tế, tuy nhiên tránh dùng những ngôn ngữ chê bai tệ hại gây căng thẳng và cảm xúc tiêu cực. Lúc đó, trao đổi một cách dễ nghe hơn như ý kiến này không tệ chút nào. Mình thích ý tưởng của bạn ở điểm này. Tuy nhiên điều này chưa phù hợp lắm thì phải. Ở góc độ tán thành và lời khuyên tích cực thì chắc chắn sẽ dễ dàng thương lượng và tránh những tranh cãi không đáng có. Thay đổi từ ngữ khi giao tiếp dễ chịu hơn, hòa nhã hơn sẽ giúp bạn kiểm soát được những tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Chấm. 4. Kiểm soát cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực sẽ khiến bạn mất kiểm soát cảm xúc. Vì vậy, chọn cảm xúc tích cực thay vì tiêu cực sẽ giúp bạn kiểm soát cảm xúc hiệu quả hơn. Loại bỏ những cảm xúc tiêu cực bằng cách dừng ngay việc đổ lỗi, phán xét tiêu cực về người khác. Can đảm nhận sai lầm, không bào chữa cho lỗi lầm của bản thân. Làm gia tăng cảm xúc tích cực bằng cách sử dụng nhiều lời khen. Bỏ đi những lời chỉ trích tiêu cực. 5. Tự tin để kiểm soát cảm xúc. Cảm xúc là bản năng của con người. Tuy nhiên, cảm xúc có thể kiểm soát bởi lý trí. Khi xảy ra những cảm xúc, bạn có thể chọn hành vi cư xử. Người thiếu tự tin sẽ dễ bị rơi vào cảm xúc tiêu cực dẫn đến bi quan, tức giận vô cớ. Người tự tin có khả năng đương đầu khó khăn nên sẽ kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Có được sự tự tin trong mọi tình huống giao tiếp, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những đánh giá,
phán xét của người khác, từ đó lạc quan và năng lượng trong cảm xúc. Bạn có thể tự rèn luyện sự tự tin của bản thân bằng các cách sau đây. Dáng vẻ và ngôn ngữ cơ thể tự tin. Trong giao tiếp, không lảng tránh ánh mắt của người đối diện giúp bạn được yêu mến và tin tưởng hơn. Thử thách bản thân ở những việc bạn chưa từng làm, ở mọi tình huống, mọi lĩnh vực. Không lo sợ điều mới lạ. Vượt qua nỗi sợ thất bại, hãy nghĩ đến thành công khi làm bất cứ điều gì. Ví dụ điển hình cho sự tự tin đến từ cuộc đời của vị tỷ phú Bill Gates. Ông tự tin vào năng lực của bản thân để bỏ ngang sự nghiệp học hành ở trường Đại học Harvard để theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư chế tạo phần mềm máy tính. Chấm. Kiểm soát cảm xúc là một kỹ năng khó. Vì thế, hãy rèn luyện bản thân từng ngày để kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Suy nghĩ tích cực để sống hạnh phúc và thành công hơn. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.